Chào mừng bạn trở lại với chương trình của mình. Thì mình nói một số những vấn đề về CSS. Những vấn đề về CSS. Thứ nhất, mình sẽ đi qua năm mục, đó là CSS là gì? Cách sử dụng CSS. Thuộc tính head của viết trong CSS. Thuộc tính float kia trong CSS và một số thuộc tính cho backbone trong CSS. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về CSS là gì. Thì CSS viết tắt của Cascading Style Sheet và CSS dùng để biểu thị những element HTML ở trên màn hình giấy, những các thiết bị media khác, và mọi người có thể hiểu đơn giản con CSS dùng để như làm một con người. Như một con người thì HTML nó là phần khung, còn CSS thì nó sẽ là phần da thịt của con người. Và external styles tức là CSS thì được chứa thường được chứa trong cái file CSS file. Ok, và chúng ta đến phần thứ hai, đó là các cách sử dụng CSS. Sử dụng CSS, chúng ta có 3 cách để sử dụng CSS, nhớ nhé. Chúng ta có 3 cách để sử dụng CSS nào, đó 3 cách: external, external và inline. Chúng ta sẽ cùng đến với từng cách một. Cách nhất, chúng ta đến với cách dễ trước. Ta đến với cách dễ trước. Inline, inline style nó là mình sử dụng trực tiếp trong các element mà mình muốn add CSS vào. Ví dụ như đây, anh có một thẻ H1, đây anh có một thẻ H1, với nội dung là hello, và đây anh muốn tên xe cho nó thì anh chỉ việc style bằng, ví dụ anh cho thuộc tính màu là color bằng blue blue như vậy nó đó, thấy chữ color blue. Cách thứ nhất là cách inline, là mình style trực tiếp vào trong các phần tử mà mình muốn, style trực tiếp các phần tử mà mình muốn. Đấy, cách inline. Cách thứ hai là internal. Internal thì mình sử dụng một cặp thẻ style để viết, ví dụ như có một thể hắn heading một, đúng không? Có thể heading một thì trên đầu khi dùng external, internal mình dùng ngay trên đầu của nó, ở trên đầu này, ngay phần đầu của phần văn bản HTML, và mình sẽ muốn style cho thẻ H1, mình gọi thẻ H1 ra. Mình gọi thẻ H1 ra. Mình style cho nó color. Viết thuộc tính nào. Red.
Julia Ranoff, Ranoff đó, mình sẽ thấy H1 đã được đó. Nhớ nhá, dùng external thì mình sẽ viết một cặp thẻ style trên phần đầu, vùng đầu, trong vùng đầu của phần H, phiên bản văn bản HTML nha. Style bắt đầu HTML. Ok, còn cách thứ ba là external. External tức là mình sử dụng một file xe riêng. Ví dụ, mình ví dụ cho các bạn xem. Làm mình một chút. Mà sắp làm lên. Mình sẽ mở sắp làm lên. Rồi, trong đây mình tạo một folder mới. Cái gì là CSS. Để đã open rồi. Mình new. Rồi, để có new file. Bên ngoài tạo ra một folder mới. Đặt tên nó là CSS test. Testing. Trong CSS này mình sẽ tạo ra một file HTML tên là index. index.html. Yeah. Mình giờ kéo này vào. Index là file mình sẽ viết mã HTML vào đây. Cơ bản trong body mình sẽ có thể H1. Hello. Ok, trong folder này mình đã tạo ra một file CSS mới đặt tên là style.css. Điều đó lạ. Trong style.css thì mình sẽ viết cái gì? Mình sẽ viết, ví dụ mình mở style cho thẻ H1, sẽ viết H1 color chẳng hạn là màu red. Ok, xì sang bên này hướng dẫn trong này mình sẽ có một cái thẻ link ở trên phần thẻ này. Copy toàn bộ, mình sẽ giải thích sau. Copy sẽ được. Đây, link restyle sheet này là của CSS. Rồi, và cái đường dẫn này sẽ là gì? Đường dẫn này sẽ là đường dẫn trong file của style chấm CSS. Đúng chưa nào? Refresh machine lên. Các bạn thấy hello màu đó hay. Mình dùng thêm nó một thuộc tính nữa là phông sai. Phông quét đi. Thuộc tính gì cho dễ nhìn nhỉ? Mình sẽ dùng thuộc tính phông quét đi. Không sao. Bầu in đậm, in đậm. Mình scan cho xem lại. Quên chữ rồi. Refresh. Đó. Đấy. Như vậy. Thì tổng kết là một chút về cách sử dụng CSS. Thì chúng ta có 3 cách sử dụng. Cách sử dụng thứ nhất là inline, sử dụng trực tiếp trong các phần từ mùa CSS. Cách thứ hai, dùng một cặp thẻ style và CSS trực tiếp trong cùng một file HTML. Cách thứ ba là mình sẽ dùng external tạo một file CSS riêng và
và link đến bài hát tầng lòng của mình, thì thứ tự ưu tiên sẽ là gì? Thứ tự ưu tiên của mình, cascading order, thứ tự ưu tiên của mình sẽ là inline trước, is no written notes là thứ hai, và thứ ba là mặc định của bao giờ. Okay. Nhưng trong các khi triển khai hoặc thực thi những dự án lớn thì chúng ta thường sự vì trong văn bản HTML quá nhiều, sẽ có quá nhiều những các phần tử element HTML khác nhau và rất nhiều, nên chúng ta sẽ tạo ra một file CSS riêng rồi dẫn hết những element mà chúng ta muốn CSS cho nó vào một file CSS. Tiếp theo là đến là thuộc tính height và width trong CSS. Ok. Height và width thì như trong HTML thì các bạn biết là thuộc tính chỉ độ dài và độ rộng, mình sẽ không nhắc lại. Tiếp theo float, clear, float, float, hết width các bạn có thể đọc thêm trong đây đó, hết width thuộc tính hết width các bạn đọc trong đây. Ok. Tiếp theo là đến thuộc tính float. Ok. Float dùng để đây. Chúng ta sẽ sử dụng. Đó. Float thì có hai thuộc tính, đó là float left, float right và float right. Đó. Và clear dùng để điều khiển cái view khi các cái flat element nó xuất hiện, nó có thể tràn lên trong layout. Đây các bạn có thể đọc thêm trong, đọc thêm vào trong đây. Sau đó chúng ta sẽ xong một số các thuộc tính về background trong CSS. Background trong CSS nha. Background đây. Được rồi. Thuộc tính background CSS. Thuộc tính đầu tiên. Vị trí mình sẽ không nói. Đây. Background image. Nền. Đó. Nền trong CSS